Hôm trước tháng 5 thì chúng ta đã làm bài kiểm tra tự luận. Hôm nay tháng 6 thầy sẽ kiểm tra phần đáp để kiểm tra xem thử là kỹ năng nghe, kỹ năng nói của tất cả các con như thế nào. Và bây giờ thầy sẽ gọi theo từng đôi kiểm tra hội thoại, thực hiện bài cái hội thoại. Và đôi đầu tiên là xin mời Tono với vị Lai Văn. Rồi các con bắt đầu đi, các con nói đi. Xin chào, mình tên là Lai Văn, bạn tên gì? Xin chào, mình Lai Văn, mình tên là Tono. Bạn mấy tuổi rồi? Mình 12 tuổi thôi, con bạn. Mình 12 tuổi rồi, Tono sinh ngày nào? Mình sinh ngày 26 tháng 9 năm 2009. Bạn sinh ngày nào? Ngày 14 tháng 2 năm 2010. Bạn học ở trường nào? Mình học lớp 21, trường Năng Khiếu tỉnh Tuyên Quang. Mình cũng không bạn. Rồi, tốt lắm, các con thực hiện rất là tốt. Con cảm ơn thầy. Rồi. Tiếp theo xin mời Nam Phổn với vị La Văn không? Xin mời Nam Phổn với vị La Văn. Được chưa? Rồi bây giờ các con bắt đầu đi. Bạn mấy tuổi rồi? Bạn mấy tuổi rồi? Mình 12 tuổi. Còn bạn? Mình 12 tuổi. Bạn học lớp nào? Mình học lớp 21. Còn bạn? Mình cũng học lớp 21. Học trường nào? Học trường nào? Nghiên dụng nghiên này. Bạn học ở trường nào? Mình học ở trường Năng Khiếu tỉnh Tuyên Quang. Con bạn? Mình học ở trường Năng Khiếu tỉnh Tuyên Quang. Còn nhớ gì nữa không? Chưa nhắn ít quá. Nhớ gì các con cứ hỏi luôn. Người sở thích phát âm cho rõ nhá, sở thích. Mình là con nói lớn lên một tí vào cân nặng này. Sở thích mình là mua sắm à? Cái bên đó là múa. Con nói là sở thích của mình là múa. Mình là múa. Rồi con hỏi bạn ấy đi. Thảo, khoa mặt không làm sở thích của bạn ấy bên lúc mà bạn bè gọi nhau, bạn bè gọi nhau là không xúc với con. Đó đi, sở thích của bạn là gì? Vẽ. Rồi, các con cần cố gắng thêm nhé. Các con cũng nói được rồi, nhưng mà một số từ chưa rõ lắm thì các con phải tập nói cho rõ thì người Việt nghe mới hiểu được nhé. Bài kiểm tra của các con đã xong rồi, mời các con về chỗ ngồi đi. Tiếp theo là còn một bạn nữa ở cuối danh sách không có đôi thì thầy sẽ hỏi trực tiếp con cũng được. Nào, xin mời Lisa. Xin mời Lisa lên đây. Rồi, chào con. Con nói to lên một tí. Rồi, chào con. Chào thầy ạ. Con tên là gì? Con tên là Lisa. Lisa. Lisa năm nay mấy tuổi rồi? 12 tuổi. 12 tuổi. Con học lớp nào? Lớp 21. Ở trường nào con? Gia đình con có mấy người? Gia đình bà.
Dạ, gia đình con, a chan của con. Gia đình con có mấy người? Gia đình bà với không? Không, không nói gia đình bà đi. Thầy gọi con là con thì con cũng phải trả lời là gia đình con. Thầy hỏi là nhá, gia đình con có mấy người? Gia đình con có 6 người. Con là con thứ mấy? Con đầu. Con đầu. Sau con còn mấy em nữa? Ba em. Bố mẹ con làm nghề gì? Buôn bán. Bố mẹ con buôn bán. Buôn bán gì con biết không? Buôn bán cho bò. Rồi thầy con còn rất là nhiều tiến bộ đấy. Con nói cái kỹ năng nghe của con rất là tốt và con nói cũng tốt. Con cố gắng lên nhá. Như vậy tiết kiểm tra của chúng ta đã xong nhá. Thầy mong tất cả các con chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để cuối tháng 6 này sẽ thi hết năm học và các con sẽ có một cái kết quả thật là tốt. Rồi bây giờ thì thầy cho các con nghỉ được rồi nhá.